Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Và video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tạo một combo, nhưng mà không phải bằng bot mà là bằng một chức năng của app Spinny. Một app được release cách đây một tuần. Nếu anh em nào trải nghiệm rồi thì có thể comment phía dưới để hoặc là vào app để đánh giá cho mình, hoặc là anh nào chưa dùng thì có thể lên Shop Play để tải. Thì sau một tuần có khá nhiều lỗi thì mình đã sửa lại xong hết rồi, anh em có thể lên đấy và update lại app của mình để có một trải nghiệm tốt nhất. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một chức năng cụ thể của app này, đó là tạo combo. Rồi, và trên Shop Play anh em gõ Spinny. Thì sau khi gõ Spinny nó sẽ do một đống các cái app liên quan đến spinner gì đó, nhưng mà anh em kéo xuống dưới và thấy icon quay bút này, đó Spinny. Thì anh em chọn cài đặt. Ở trên này anh em được khá nhiều anh em ủng hộ và đánh giá khá tích cực. Cảm ơn anh em đã support cho mình khoảng thời gian qua. Mong anh em tiếp tục ủng hộ mình. Thì anh em nào có những cái ý kiến gì cũng như là cải thiện chức năng gì có thể comment phía dưới. Mình thấy một số các chức năng cần cải thiện hay rất hay, như là thêm tiếng Việt cho app chẳng hạn. Thì mình thấy, nhưng mà mình thấy app này ngôn ngữ nó cũng không cần nhiều lắm, ngoài trừ cái chức năng tạo combo sắp tới mình sẽ hướng dẫn, thì các chức năng khác mình thấy nó hầu hết đều là giao diện và hình ảnh, mà mình cũng sẽ cố gắng update trong khoảng thời gian sớm nhất có thể về mặt ngôn ngữ. Và các chức năng khác anh em có thể comment. Thì sau khi cải xong rồi thì app sẽ trông như này. Nó ở tab phía dưới là notification, nó sẽ thông báo cho anh em các cái thông các video CV cũng như là bộ phim về quay bút mới nhất, anh em có thể lên đây và xem luôn. Và phần này đó. Tiếp để vào chức năng chính của mình nữa, anh em vào skin và combo. Tại đây thì nó có tổng quát tầm khoảng 100 trích thôi. Và anh kéo xuống dưới thì có grid do combo. Thì trong cái chức năng này mình có viết bằng tiếng Anh các thuật ngữ như là 1 2 3 4 là gì, pump up, pump up, pump size là gì, thì anh em có thể đọc tiếng Anh như này, sau này mình sẽ update tiếng Việt sau, nó cũng có khá là dễ hiểu mà. Anh em click vào cái trick này để chọn trick nào trong combo. Mình sẽ chọn trick Sonic combo đơn giản thôi. Một trick Sonic normal từ ngón út lên thì là bắt đầu từ 3-4. Mình sẽ chọn 3-4 và lên trên một bậc là 2-3. Đó, thì ta sẽ được một trích đầu tiên. Tiếp theo là cái trích tiếp theo mình muốn là trích từ quyết từ Sonic đi. Combo đơn giản thôi. Tất nhiên là bam down, nghĩa là úp tay. Thì chọn tìm từ quyết từ Sonic ở phía dưới. Trong này cũng có khoảng 100 trích thôi. Mình sẽ cố gắng update các trích này càng nhiều càng tốt cho anh em. Tất nhiên nó còn phụ thuộc phía bên PSH, tại vì mình sử dụng trích này bên PSH mà. Đi từ 2-3 lên T lên 1-2. Cuối cùng mình đơn giản cho dùng tambo round thôi. Trích này mình sẽ combo này mình sẽ để 3 trích. Sau đó chọn khoảng thời gian các bạn muốn phải hoàn thành. Mình muốn trong hôm nay hoàn thành. Và đặt tên cho combo đấy. Cái thời gian này nó để khi anh em mở app lại ấy, thì nó sẽ cho vào cái phần notification, nó sẽ thông báo cho anh em là hôm nay anh em sẽ còn bao nhiêu trích, à còn bao nhiêu combo phải hoàn thành. Và anh em phải vào cái phần show combo để xem mình cần hoàn thành combo gì và phải học combo đấy. Sau đó chọn kiểu bút mà mình muốn quay, như là hai kiểu là double và single mode, cuối cùng là tạo. Cuối cùng kéo đến cái show combo sẽ thấy combo của mình. Ở đây mình có 3 combo sẵn ở trên và có các video của các combo đấy. Mình sẽ cố gắng update những cái, mình update thêm cái chức năng là add thêm video của anh em vào cái combo anh em vừa tạo. Cái đấy chắc để tương lai thôi. Thì ở đây có các show, một số các trick của combo đấy, anh em vào kích vào đây có thể xem luôn được cái trick trong combo của mình vừa tạo là trick gì. Và click chia sẻ, ở đây có thể chia sẻ qua Facebook. Đó, thì anh em có thể chia sẻ Facebook combo của mình đối với mọi người. Khá là hay về mặt khoa học của bộ môn quay bút này. Anh em làm quen cũng thấy thuật ngữ T1234 còn Panda Masup nó cũng đơn giản thôi mà, cũng không phải là khó khăn lắm. Nhưng mà đối với một số anh em mới bắt đầu học thì có lẽ là phần này nó tương đối là khó hiểu. Mình sẽ cố gắng update bản tiếng Việt sớm nhất cho anh em.
Đây thì trên đây là chức năng tạo combo. Thì sau khi tạo thì nếu mà là video là combo hôm nay nó sẽ thông báo ở phần notification. Do và cái trích combo vừa rồi nó cũng đơn giản thôi như này này. Sonic, từ Sonic và Tumble Down đó, ba trích như vậy thôi. Đấy, nó cũng giống như kiểu anh em thấy combo là trên mạng hay mà muốn lưu lại combo đấy thì anh có thể vào app này để anh em lưu lại thôi. Sau này có gì cần nhớ thì vào đấy mà xem lại, cũng là một phần chức năng. Thì anh em nào thấy hay thì like, share, ủng hộ mình và đặc biệt là cái app đều ủng hộ mình trong thời gian tới cũng như là phát triển. Cảm ơn anh em đã xem video.